Kính chào các bạn. Ngày hôm nay thứ hai ngày 25 tháng 11 năm 2019, kính mời các bạn xem bản tin vụ 39 người đóng băng tâm sự của một linh hồn. Phát hiện mới vừa được đưa ra trong số 39 người Việt Nam bị chết vì ngạt và đông lạnh ở Anh đã có ít nhất 3 người đã từng ở Berlin trong thời gian vừa qua và điều đó đã được báo chí Đức đăng tải. Phát hiện mới uh, tối hôm nay ngày 22 tháng 11 năm 2019, đài EBB của Đức đã đưa tin về một phát hiện mới nhất trong số 39 người Việt Nam chết trong một container đông lạnh ở Anh. Cách đây một tháng, có một số người đã được đưa lậu vào Berlin trước đó. Đây không phải là một trường hợp đơn lẻ. Trong những năm gần đây, nạn nhân đưa lậu và những người Việt Nam trẻ tuổi vào Tây Âu đã tăng lên rất mạnh. Một số nạn nhân Việt Nam, những người được tìm thấy tử vong trong một container đông lạnh ở Essex, Anh hồi tháng 10, đã ở Berlin trước đó khi họ chết. Đây là kết quả điều tra của ban biên tập Đài Eros của Hà Lan và Đài EBB của Đức cùng phối hợp làm và thông tin họ đã đưa ra. Và tất nhiên, trong thời gian qua chúng tôi cũng đã tìm hiểu và đã phát hiện ra ba người, ít nhất là ba người đã đi từ Berlin, cũng nơi mà trụ sở tờ thời báo này đặt trụ sở. Và người đầu tiên chúng tôi xin giới thiệu đó là một thiếu nữ. Đây là hình ảnh của cô. Hoàng Thị Hồng Nhung. Cô đã viết trên Facebook của mình tâm sự vào ngày mùng 10 tháng 9 năm 2019 lúc đang ở Nghệ An như sau hãy tốt với những ai đang bên cạnh bạn tại sao biết không vì con người chúng ta luôn sống trong nuốt trong tiếc nuốt, chờ nỗi nhớ thương trách giận nhiều chuyện đã qua dẫu biết quá khứ sẽ mãi mãi là quá khứ kỷ niệm thì còn nó đó trôi nổi trong tâm trí mỗi người nên đừng bao giờ để bản sắc uh, sắc phai nhạt lầm lẫn cũ đừng dẫm lên vết xe đổ mang tên không trân trọng và đây là những chia sẻ của cô uh, trên trang facebook của mình và các bạn đã thấy hình ảnh cô rất vui rất vui đang đứng ở trong một cái khuôn khu viên với những cái là quảng cáo bên cạnh những cái tấm biển của Việt Nam và chúng tôi thấy thấy rằng là như vậy là cô đang dường như đang chuẩn bị cho một hành trình uh, bắt đầu chuẩn bị đi từ Việt Nam. Và tiếp theo chúng ta sẽ thấy một hình ảnh tiếp theo được ghi nhận vào ngày 17 tháng 9, tức là sau đó ít ngày thì lại thấy cô có xuất hiện hình ảnh như thế này. Và cô đã viết trong cái tâm sự của mình uh, rất rõ ràng như sau đến bao giờ thì đàn ông các, các anh mới thôi mở miệng hùng hồn nói câu chuyện yêu dài lâu không muốn hay họp lại tan chỉ cần các anh không mang lại cho phụ nữ chúng tôi đau khổ vậy là đã đủ rồi lắm rồi cuộc sống này thôi đừng nói chuyện ngày sau đây là cái tâm sự của cô mà lúc cô đang uh, có những cái chia sẻ vào ngày 17 tháng 9 và sau đó thì uh, có một người tên là lành, lành có nói rằng hỏi rằng là đã qua đức rồi à và cô ấy nói rằng là vâng dạ đã dạ dạ anh tức là đã qua rồi thì như vậy là cô xác nhận rằng ngày 17 này thì cô uh, Hoàng Thị Hồng Nhung này đã đặt chân ở Đức và đây cũng là một thiếu nữ uh, chúng ta nhìn lại ảnh thì thấy rất uh, rõ những cái sắc nét của cô. Và sau đó chúng tôi cũng sẽ tìm hiểu thêm thì thấy cô có những bức ảnh cô chụp ở ngay ngay trung tâm của Berlin mà cũng không xa lạ gì đây là quảng trường ở uh, thủ đô Berlin ở nơi mà rất nhiều người Việt Nam đang sống ở đây. Và trong chia sẻ này thì cô lại viết như sau. Ở nhà cứ tưởng sang tây màu hồng, sang rồi mới biết to toàn là màu đen. Đây là chia sẻ vào ngày 20 tháng 9 vừa qua của cô. Ờ, và có một người tên là Hiệp thì đã hỏi rằng là em qua đó rồi à? Và cô Hoàng Thị Hồng Nhung trả lời là qua 5 ngày rồi chị ạ, tức là tính uh, tức là ngày 15 tháng 9 là cô đã đặt chân tới Đức. Còn, uh, và người ta nói thêm rằng là rất là mừng phải không? Uh, và cô ấy trả lời rằng là toàn là màu đen thôi chị ạ. Đây là cái chia sẻ của cô và các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm trên trang Facebook của cô uh, trong sau khi video này được phát ra thì thấy rõ rất rõ. Và tiếp theo trong chia sẻ ngày 22 tháng 9 thì cũng chính cô uh, Nhung có nói rằng uh, đây là hình ảnh của cô tiếp theo. Chẳng sao cả nếu bạn cố và cố và cố nữa nhưng vẫn thất bại, nhưng thật tệ hại nếu bạn cố rồi thất bại và không muốn cố lần nữa. Tức là cô đang trong tâm trạng rất là căng thẳng và phải rất nhiều cái cố gắng nào đó và cô phải chia sẻ những cái lời lẽ như vậy và có người hỏi là chị đi đâu nữa hè và hoàng hoàng thị hồng nhung nói trả lời rằng là cô này trả lời rằng là rất buồn quá cô nói là cô rất buồn đấy thế vậy là cái tâm trạng mà các bạn nhìn thấy cái hình ảnh của cô ở ngày vào ngày 22 tháng 9 thì có rõ ràng là rất là buồn và và cô còn nói thêm ở dưới cái chia sẻ của mình phía dưới cô viết rằng là chán quá Nên là khi lúc này đã đặt chân ở châu âu rồi nhưng mà một cái phụ nữ trẻ như thế này và cuối cùng họ đã thấy rằng là không phải màu hồng như họ đã nghĩ và bây giờ họ có lẽ là có những cái suy nghĩ khác và buồn. Và tiếp theo chúng ta thấy chia sẻ vào ngày 24 tháng 9 của cô, một cái chia sẻ khá dài và cũng khá sâu sắc. Cô viết rằng nếu bây giờ con nói con không ổn, con mệt, mệt thực sự, con cố gắng nhưng sự cố gắng của con dường như không được đền đáp. Con cảm thấy cô đơn trong môi trường mà con hằng mơ ước và phải cố gắng rất nhiều để đến được đến đây." Cô đã nói như vậy. "Con tuổi thân khủng khiếp, con không hiểu tại sao con như thế này, con không thể biết đến bao giờ con mới hòa nhập được. Con chỉ biết rõ là mọi điều là ngay lúc này đây, con nhớ bố, nhớ mẹ đến phát điên lên được, con cần bố, cần bố ôm con vào lòng, cần bố cho con niềm tin để con được tiếp tục bước đi." Đây là chia sẻ của cô uh, trong cái Facebook uh, và cô ghi vào ngày 24 tháng 9 với những hình ảnh như vậy và với những tâm sự như vậy thì rõ ràng là những cái người ra đi như như, cô đã có những cái cảm xúc khác nhau và sang đến đây thì cô đã thấy rằng rất nhớ gia đình như mọi người khác và chúng ta cũng tưởng thấy và chia sẻ tiếp theo là vào ngày 29 25 tháng 9 tiếp theo thì đây là hình ảnh cô cũng có thể tự nấu ăn và chia sẻ đến trên trang của mình và cô cũng nói rằng là mình nấu còn ngon hơn cả chợ Đồng Xuân bún bò vâng chợ Đồng Xuân là chính là cái nơi mà tờ thời báo đang đặt văn phòng đây thì là ở đây có một khu vực rất nhiều có hàng nghìn người Việt Nam sinh hoạt và bán hàng ở khu vực này trong cái khu tổng thể cái thủ đô Berlin là khoảng vài chục nghìn người Việt Nam thì cô cũng đã đến cái chợ tức là cái khu đồng xuân Berlin này để cô làm gì thăm hoặc là mua bán và sau đó cô chia sẻ như vậy và có người nói rằng là thịt vẫn chưa chín à thì cô nói rằng ăn tái thì vẫn ngon Đấy, cô chia sẻ trong cái trong cái chia sẻ của mình và ngoài ra thì còn rất là nhiều những cái thông tin khác mà những người bạn người bạn bè người ta chia sẻ trong này và trong đó có cả những thông tin buồn tức là sau cái thời gian khi nhận nhận biết được là cô mất thì họ cũng sẽ chia sẻ và tiếp theo vào ngày 25 tháng 9 thì cô chia sẻ tiếp theo như sau một chuyến bay màu hồng đến đất khách và dưới cùng thì có rất là nhiều những cái chia sẻ của những người bạn của cô có lẽ đã biết cái hoàn cảnh của cô sau này thì mới nói rằng là nhiều cái chia sẻ khác nhau một bạn tên là nguyễn văn nguyễn văn vân nói rằng là sau này em sẽ hiểu và cô ấy nói rằng vâng ok anh là tiếp tục tiếp tục là bạn nguyễn hồng nam có nói rằng viết rằng một chuyến bay đi và một chuyến bay về đẫm nước mắt thương cho em mong em ăn nghỉ và an nhàn ở bên thế giới bên kia Tức là lúc đó thì cách cái bốn đã cái người bạn này đã biết là cô không còn trên cõi đời này nữa. Và đây là những cái chia sẻ cuối cùng gần như cuối cùng của cô. Và tiếp theo chúng ta thấy vào ngày 26 tháng 9 thì cô cũng đã chia sẻ tiếp những cái tâm tư của mình khi trên cái con đường sang Anh hoặc là sang Đức như thế nào. Thì cô nói rằng cuộc sống ngày càng nhạt. Đây là cô đang chia sẻ khi đang sống ở châu Âu. Và rất là nhiều người nói rằng là thấy toàn màu hồng đó có sao đâu Thì cô ấy nói rằng là sang rồi mới biết Đấy, sang rồi mới biết tức là cô mới sang đến nơi rồi cô mới thấy rằng là nó như vậy Và có một người tên là Hoàng Mai nói rằng là đỏ chót còn kêu nhạt gì Thì cô nói rằng môi đỏ thôi em Tức là đây là cái tâm sự của cô khi mà cô có đặt chân ở châu Âu Và viết với bạn bè những cái nội dung như vậy và đã được chia sẻ Và tiếp theo chúng ta sẽ thấy những chia sẻ khác của cô mà với những hình ảnh rất quen thuộc là thủ đô Berlin. Và các bạn có thể thấy xem ngay đây. Cuộc sống có nhiều thứ nên suy nghĩ nhưng đừng nghĩ nhiều sẽ làm ta mệt mỏi. Cô biết như vậy vào ngày 27 tháng 9. Và đây là hình ảnh của một cái trung tâm của thủ đô Berlin. Với cái tòa nhà này thì ai cũng rất là biết ở ngay thủ quảng trường gần quảng trường của Berlin. Đây là một cái nhà thờ rất to và nhiều cô cũng đã chia sẻ rằng là cô đã đến quảng trường Alex trong cái chia sẻ này, tức là cái trung tâm thủ đô Berlin và đi dạo ở đây trong một thời gian. Và chia sẻ tiếp theo của một địa điểm rất là nổi tiếng ở Berlin, đó là trung tâm tháp ở cái chân tháp truyền hình Berlin thì cô đang đứng ở đây và ngày vòng 5 tháng 10 thì cô nói rằng là cô chào mọi người, em đi đi đây. Đấy thì là đây là giống như một cái tín hiệu cô nói ra. Và Cô nói có những người bình luận nói rằng là đi kiếm bạc tỷ à thì cô nói là cô nói rằng là cô Nhung nói rằng là kiếm được thì đã ngon. Thì đấy với cái chia sẻ của cô như thế này thì cô đã biết rằng là sẽ rất nhiều khó khăn mà cô ấy phải đi gặp phải và rõ ràng là đây là cái điều mà không phải đơn giản. Và đến ngày mùng 6 tháng 10 thì cô lại tiếp tục viết những cái dòng tâm tư của mình. Bây giờ bao giờ cho biết cảnh hết cảnh khổ. Đấy. Tức là cô rất khổ thì có người nói rằng là bạn Hoàng Khánh thì nói rằng là cuộc sống còn dài lắm em ơi nhưng mà cô Nhung cô nội viết lại rằng là coi coi răng cho em sang bên làm nai làm nai tức là tức là cô sẽ đi là muốn là sang bên khu vực đó sang đó để làm làm neo tức là làm cái móng tay nghề móng tay đấy thì chia sẻ của cô như vậy và tiếp theo vào ngày mùng 9 tháng 10 thì cô lại chia sẻ tiếp theo đây là hình ảnh của cô chụp của cô đưa lên nếu cuộc đời đối xử với mình tệ quá thì thôi đấy thì đây là chia sẻ của cô và rất là tươi trong cái chia sẻ này. Và đến tiếp tục là ngày 13 tháng 10 thì cô lại tiếp tục có những chia sẻ thêm bế tắc. Cô viết rất rõ là bế tắc. Này các bạn thấy, để bế tắc. Và nếu biết bế tắc thì rõ ràng là cô có những cái thông tin nào đó mà không có lợi cho mình trên cái quãng đường mà cô đi tìm cái con đường có cuộc sống mới và có những người bạn thì sau đó cũng đã biết được cô đã mất và khi chia sẻ như bạn bạn tâm có nói viết rằng là yên nghỉ em nhé xin chúa đón nhận linh hồn anna được hưởng trưởng thành được uh, hướng thánh nhân chúa amen Đấy. và tiếp tục có người viết là thảo thị hoa viết là nam mô a di đà phật yên nghỉ nhé chị tức là đây là những dòng chia sẻ gần như là gần như cuối cùng của gần như cuối cùng của cô và những người bạn của cô đã đã tâm sự với cô như vậy và sau đó ngày 18 tháng 10 thì cô chia sẻ thêm một cái một số hình ảnh ở chụp một số thành phố và ghi là một ngày đẹp lên phố. Và trong cái chia sẻ này thì có những cái uh, bình luận là sang Pháp chơi à thì như một cô Nhung nói rằng là sang Anh, cô nói cô sang Anh và để để gần lại các bạn sẽ thấy rất rõ là cô ghi rất rõ như vậy. Và có người bạn khác ghi là đây là Bỉ mà. và, và cô nói cô Nhung nói lại vâng, chị chị thì cái chi cũng biết. Đấy, tức là rất là rõ ràng là cô đã sang đến bỉ đây là hình ảnh ở trên bỉ và trước khi uh, chui vào container để sang anh và đây là cái chia sẻ cuối cùng của cô cuối cùng của cô gần như cuối cùng gần như cuối cùng của cô uh, và cũng khá dài về cái hành trình của mình ngày 19 tháng 10 cô chia sẻ như sau về mẹ mẹ đêm đến lạnh nhớ mặc áo ấm con nhớ mình lúc nhỏ quá mẹ ơi những ngày con bên mẹ thức trắng đêm đút từng miếng cháo lo lắng từng giờ nay con khôn lớn tìm đường để bước xa mẹ ngày ngày một nhiều hơn xứ xa con ăn đầy đủ lắm mẹ mẹ đừng nghĩ nhiều chỉ là không được ngon như mẹ nấu ở quê nhà mà thôi ai cũng quan tâm con những khi không con không có được nhiều tiền không như mẹ chẳng vẫn gì vẫn đùm bọc con chúc mẹ bình an đây là những chia sẻ của cô và các bạn cũng có thể tự đọc được thêm và sau đó những người bạn của cô đã có những bình luận phía dưới ngay, à, sau đó ít ngày thì ghi rằng là như bạn Doanh thì nói rằng là đau đớn tột cùng. Còn bạn bạn Đàm thì nói rằng là thương quá, mong em được siêu thoát. Thì đây là những cái người bạn của cô đã chia sẻ như vậy. Và chúng ta thấy một cái chia sẻ cuối cùng của cô vào ngày 21 tháng 10. Đây là chia sẻ cuối cùng của cô, tức là trên cái quãng trựa, quãng đường cô đi sang Anh. Cô ghi rằng là trưởng thành là khi mình biết cách giấu giấu muộn phiền vào bóng tối, bước ra đời chỉ còn biết nở nụ cười tươi thôi thì cô viết như vậy. Và đấy là ngày 21 tháng 10. Và sau đó thì các bạn cũng đã biết rằng sự việc đã xảy ra và có những người bạn đã viết trong cái trong cái chia sẻ này để gửi lời tiễn biệt cô như sau. Như bạn Thanh thì viết rằng yên nghỉ nhé, yên nghỉ chị nhé bạn yến thì viết rằng là chị hãy yên nghỉ cuối cùng nhé và có bạn vũ thì nói ôi xót xa quá bạn trần phước thì viết là thương em quá xin chúa thương xót và đón nhận linh hồn em và những bạn khác cũng sẽ viết vào đây rất nhiều và rõ ràng với hình ảnh này thì đây là hình ảnh cuối cùng của cô uh, trước khi lên xe để sang anh và tất nhiên sau đó thì chúng ta thấy uh, là cuối cùng sau 2 ngày kể từ cái status viết cuối cùng vào hôm 21 tháng 10 năm 2019 thì cảnh sát Anh đã tìm thấy uh, cô Bùi Thị Nhung quê tại Nghệ An là một trong số 39 người đã chết cóng và ngạt trong thùng công nơi đông lạnh của chiếc xe tải ở Anh hôm 23 tháng 10 năm 2019. Thì như vậy là chỉ sau có 2 ngày sau cái status cuối cùng cô viết thì cô đã phải ra đi vĩnh viễn. Thì điều đó rất đau khổ cho người thân, bạn bè và rất nhiều người đã gửi lời chia sẻ đối với cô. Và qua hành trình của một linh hồn thiếu nữ Việt mà các bạn vừa cùng chứng kiến với chúng tôi thì chúng ta thấy những thanh niên thiếu nữ cũng rất đau khổ khi phải rời bỏ mảnh đất quê hương của mình, nơi có bố, có mẹ, có người thân để tìm một việc làm, hy vọng một cuộc sống mới tốt hơn tại các nước dân chủ tự do như Anh Quốc. Và cuối cùng, họ đã phải bỏ mạng nơi xứ người. Một đất nước với thể chế chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội đầy đau khổ tại Việt Nam đã làm cho người dân nước này phải bỏ xứ ra đi ngày càng nhiều. Khi thể chế cộng sản còn tồn tại thì những cái chết đau đớn và tổn nhục như vậy sẽ còn tiếp diễn không ngừng. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.d ngày hôm nay thứ hai ngày 25 tháng 11 năm 2019. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tìm hiểu những thông tin mới nhất để phục vụ các bạn và các bạn hãy bấm nút YouTube và Facebook để theo dõi Thời báo.d trong thời gian tới đây. Cảm ơn các bạn. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.